Thưa quý vị, trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc, quân và dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đã anh dũng chiến đấu và lập được nhiều chiến công. Đến đây, trong công cuộc xây dựng đổi mới, xã Thanh Điền lại tiếp tục phát huy truyền thống xã anh hùng, vượt qua khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cuộc sống của người dân cũng ngày càng ổn định và sung túc hơn. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và trong cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Thanh Điền đã có nhiều hy sinh mất mát, vượt qua nhiều khó khăn, làm tròn nhiệm vụ cách mạng ở địa phương, góp phần cùng quân dân cả tỉnh giành độc lập dân tộc. Năm 1978, xã Thanh Điền được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp bước thế hệ đi trước, Đảng ủy xã Thanh Điền đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn về truyền thống anh hùng của quê hương. Nhờ đó, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã đã có bước phát triển vượt bậc. Cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt gần 84 triệu đồng một người một năm. Từ các nguồn lực do tỉnh và huyện đầu tư, xã đã xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Các công trình điện, đường, trường, trạm cũng được đầu tư xây dựng khang trang và kiên cố. Trong quá trình phát triển, xã cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo cho đời sống của những người có công với cách mạng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Thanh Điền hiện là một xã nông thôn kiểu mẫu của tỉnh. Tỉnh áp dụng chương trình xây dựng nông thôn mới thì từng bước, từng giai đoạn đã thực hiện cứng hóa, nhựa hóa, bê tông hóa. Đến nay là hiện nay hệ thống đường giao thông nông thôn của xã Thanh Điền là đạt được trên 95% trên tổng cái tuyến giao thông nông thôn. Thì đối với cái ngày truyền thống cách mạng tháng 8 thì đoàn viên thanh niên xã Thanh Điền vẫn luôn luôn cảm thấy rất là tự hào, coi đó là một cái niềm động lực rất lớn để anh em đoàn viên xã Thanh Điền luôn tiếp tục phấn đấu hơn nữa cho cái sự nghiệp truyền thống quê hương xã Thanh Điền anh hùng. Cuộc sống của người dân ổn định, ấm no, hạnh phúc, cấp ủy đảng, chính quyền của xã cùng nhân dân quyết tâm giữ vững chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy xã Thanh Điền đã tổ chức xây dựng và triển khai các cái nghị quyết để kết nối cái truyền thống cách mạng xã anh hùng. Và trong những năm qua thì qua cái kết quả thực hiện thì đều đạt và vượt các cái chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Qua đó thì cũng đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống của người dân thì từng bước được nâng lên. Năm tháng đi qua, để lại cho các thế hệ người dân xã Thanh Điền những trang sử vẻ vang và niềm tự hào tiếp nối truyền thống anh hùng của thế hệ đi trước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Điền đã và đang nỗ lực từng ngày để xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp.